Bây giờ bị Huy xin kính chào quý vị. Anh Thùy đang có mặt ở triển lãm Thanh Hà nhé. Và đang chia sẻ tại một cái tác phẩm si to nhất ở triển lãm Thanh Hà. Và những có những cái được và những cái chưa được. Anh Thùy đang chia sẻ cho chủ nhân. Đúng không? Đúng rồi. Ông có thừa nhận đây đẹp không? Đây đẹp không? Cái này là về sau là mình làm. Em chào các anh nhá. Thành cây rồi. Muốn làm cái chân móng này nó đẹp. Đây anh chủ nhân này. Thì là mình tỉa tách đi là thực tế đương đại mỗi năm tay nghề lên một tí đấy thì nó lại khác đi. Đây như này tôi làm móng rồng, đây là những con lân đây chứ, còn hình tượng đây là những con đầu một con rùa, một con quy thì không đâu cái còn tôi đi tôi vớ được còn đá này tôi tha mấy chục cây số rồi. Vậy rõ ràng là ý tưởng có chứ còn tất nhiên nó cũng có cái phần cũ phần mới, cái cây nó quay gọi là bắt nhại lại cái cây này bắt ấy là dấu ấn thời gian. Cái này nó gần trăm năm rồi. Cái này anh và phần thân với phần bệ là cũng tương đối là có như đấy, thế không tàn đấy, phải co kéo và phải làm cho có, nó phải có tác động quần người vào, chung là mỗi thời mình này này thả hồn vào đấy một tí. Cái tinh một từng thời một, bây giờ cái tinh vừa rồi bác nói là làm sao bác bảo làm sao nó lại nó cứ gọi nó xấu đi, không phải ông nghĩ cái tinh thời đấy nó được ghét đi, tinh bây giờ nó này lên nó mới là một thời gian. Chứ cái này vừa làm hôm qua tôi cứ ngồi tôi cứ vẽ tôi cứ lặn thôi. Hôm nay một số tôi lặn ngay hôm nay. Nhưng mà nó lâu quá không lặn được. Bây giờ nó tôi ông đây rồi. Giờ một lặn này không lặn được. Đây này tôi đã lặn cái này cho nó lạc đi rồi đấy. Thấy chưa? Đấy có độ quạnh đây này tôi nó quái. Thân vệ thì con này đẹp rồi. Nhưng mà bông tàn thì như không biết đâu này cứ trời nắng thì che mưa đỡ thì cây này mùa nắng ấy là không bị ô cây này nha, cây này là cây của ông là rất là đẹp mà ông không chịu làm cho nó mịn. Không, cây nó chưa kỹ thì bố đang làm. Anh về là các bác nói không sao thì ghi nhận ngay đây là bông và tay thì đang nuôi này, đây đáng nhẽ là nó sao mà đang nuôi để cho nó cái này nhá. Đây này em nói mới nghe này, cây bây giờ ông xuống đây em đã làm là ý nghĩa bây giờ là đã làm cái này nó biết rồi. Ở phụ với hai con dâu nữa, hai con dâu đây phải làm hai cái dâu chú chuẩn thế thì đáng được thì làm mãi không chịu được cái gì đắp vé vào đấy thì thành đây cứ làm luôn luôn đây như cây này không mà mình làm thì đẹp lắm. Đây thủy đấy đây bò kéo theo gì nhỉ, bởi vì thế này nhé Mão nhé, là bởi vì nguyên tắc của làm một cây bé nhỏ như này em vặn cái ra đường này, nhưng mà riêng cây to là không gian nó khác. Rất đông mọi người đang có mặt ở cái bình cái tác phẩm si quý vị ạ. Trước sự có mặt của anh Thùy, quý vị nhìn thấy đây. Chào hai anh. Chào hai anh nhá. Vâng. Bắt tay các anh nhỉ? Yeah. Là các lãnh đạo ở Như Quỳnh. Anh. Cây này mà đúng 11 năm chỉ có người thoải mái luôn. Chơi là phải chơi đẹp. Ừ. Ừ. Thầy nói thật để phát triển. Không chơi PR. Không chơi PR. Không nói thật. Không chơi PR. Không chơi PR. PR gì hết. PR chỉ được một thời thôi lại vỡ lại thôi. Theo cháu hay theo mọi người, cây này làm thế nào để cho nó đẹp nữa này? Đẹp nữa gì? Cây của chú Luật, để chú Luật. Cây của chú. Con chú là cây này của bác Luật là làm theo bông cổ lưỡi cổ. À, anh cứ để cho chú nói, anh đừng nói chèn mọi người. Tôi thì cứ mọi người cứ và tôi thì tôi không làm được bóng mái, thế cho nên nhà chuyên gia đây nhà mới là nhà anh em xem làm thế nào nó đẹp hơn được nữa. Vì nghệ thuật thì nó không có điểm dừng. Nếu mà như cây của anh Thời vừa rồi, mọi người đã thấy cái chất chất cổ của nó rồi. Nhưng mà bằng mắt thường mọi người cũng nhìn thấy cái này là có chất cổ rồi. Chia khung đẹp. Khung lối theo lối cổ. Bởi vì lối cổ bao giờ người ta cũng làm một cái đường võng như thế này. Đây. Nó vừa thể hiện cái khuỷu của cái tay. Nó vừa thể hiện những tại sao bao giờ cái đường võng này cũng có chân trống xuống. Nó giống như con hiêu quần nai. Nó trống chân xuống nước để nó uống nước. Thì các cái bản nhạc thính phòng hay nhạc giao hưởng là đều có những cái cảnh này. Bởi vì khi hiêu nai nó xuống cái nước, nó lá nó xào xạc, nó tạo ra cái âm nhạc tự nhiên ở trong rừng đấy. Thì cái người Việt Nam của mình không biết ngày xưa do trùng hợp hay do kiến thức mà các cụ nhà mình đã làm được những cái này. Có thể nói là rất hay. À, mà cái cảnh quốc tế không có chứ. Vậy riêng phân tầng cây chính đẹp,
hai cây hai bên đẹp. Đây mình vẫn gọi là cành, nhưng mà gọi là cành hóa thân này. Là do nó có cái nhỏ rễ xuống, nó rễ gió. À, thế thì đây là giờ mình đang muốn nuôi những cái này. Giờ chỉ cần cắt gọn đi làm bông lớn hơn. Thì những cái bông này lớn hơn một giá là lập tức đi nhảy cổ ngay. Như cái đường này chỉ gật xuống đây này. Bây giờ thế là thêm một bông, thì thêm những bên nó là cái con nó lao như này. Đây ông chồng này nhá. Ra đây không đẹp đâu. Ướn xuống đây bây giờ. Chỉ cần lối bông lên là cây này cực kỳ đẳng cấp, mà không biết cây này thì ông mua rẻ lắm. Không mua rẻ đâu. Không, cây này không mua. Chinh phục nó cũng đau đầu mà mình thích nó. Nhưng mà có thời gian cây này thì là cây đẹp. Khẳng định là cây đẹp. Thế thì tốt rồi, cảm ơn. Rất tốt luôn. À, theo như anh Thùy thì cái phần bệ đấy lại có cần phải tác động gì nữa không? Không, đang không, đang nuôi, không. Đang nuôi. Tại sao? Nên anh em nó về nó bản chất nó của bệ đẳng cầm đi thì tôi cầm đi chứ cây đang nuôi, đang nuôi mà những cây mà thể hiện được với tự nhiên, tồn tại được với tự nhiên chứ không phải chống chọi, bao giờ không bấu như này. Cho người ta cứ nhầm là cái móng rồng nhưng mà thực ra nó là bấu như này, nó không đổ được. Thì nhìn các điểm bấu này, nhìn các điểm bấu này, nhìn các điểm bấu này. Nên đừng tác động nữa, đừng có đục đẽo, đừng có cải đá. Những cái này là giá trị của tự nhiên, đừng thay đổi. Chậu chưa kịp thay. Mà cái thân này nhá, thân này thì khẳng định là ông nào chơi cây thì phải bảo nó đẹp chứ. À, thế còn tính theo tỷ lệ thì cái này thì đương nhiên là đẹp hơn cái này. Bởi vì cái chỗ này nó hơi đây thì. Cái con nét nhu nhét. À, nét nhét nhu dương. Tức là nguyên tắc cứ một âm một dương. Một lên một xuống, một cao một thấp, một mềm một cứng. Thì cây có hai dòng, một là cương, hai là nhu. Thế theo cháu với mọi người thì mặt này đẹp không như thế nào? Kiểu gì cái đường này là đường nõm ưỡn cổ, đây thì đây là bụng. Chứ không cần nhìn bên kia cũng biết đây là mặt chính. Kiểu này là mặt chính rồi, đúng không? Đây là mặt chính rồi. À, nó có tỷ lệ của nó chứ. Sang mặt kia mà cái đường ưỡn này là đường ưỡn cực đẹp. Cho lấy bông này thôi, không lấy bông này. Bông này có vứt đi thật. Thế em nghĩ là cái đóng ở hầu đấy nó lên được. Không, phải bỏ. Không, cái này để bỏ rồi. 1 9 1 10. Mặt này thì mặt này 9 và cái 10. Bên đấy đẩy lưng. Bên này nó có cái đường bên, này. Bên này đẹp nhưng mà kiểu gì nó vẫn là lưng. Lưng đúng rồi. Nó. Đây này. Đúng rồi. Mẹ thì nó không mẹ bên đấy đẹp hơn. Nhưng mà ngoài ra, như cái này của bác bệ này đúng rồi, chỉ những cái tơ rồi bóc hết đi, không cần để tơ nữa. Đang nuôi mà cây đấy, chỉ trọng quá rồi, trọng đá. Chỉ để dễ co và dễ cỏ lại đâu, còn những cái tơ bóc hết đi. Không được cây này rồi, còn nuôi cái gì. Bày ra đây một tí, cái này chờm ra đây một tí, cắt cái này đi. Đây, các chị cũng đang toàn những người xây cây thôi, yêu cây. Cảm ơn mọi người, thế còn ai có ý kiến thì hơn nữa không? Đó, ý kiến có phải là chơi đẹp không? Đúng, chút cho cái. Không phải là rất là nhiều nhưng mà kiến thức của mình nó không có hạn. Vâng, chú cứ luôn chia sẻ và luôn nghe. Vâng. Vậy nhưng mà tôi không bảo thủ. Đây là một cây cổ. Chú chỉ thay cái chậu hai lớp. Ví dụ bề trên mỏng này đến đây giật cấp bay khuỳnh đây cá. Thì khi khuỳnh như này một cái là lập tức cây này. Không. À, xin chào Doan Nam. Bởi vì cây chậu nó như cái quần áo chưa tàn. Hoa hậu nó mặc một quần áo đây đẹp. Doan Nam này hùng siếc giỏi nhất này. Ông sở hữu một cái Doan Nam mãi không tàn. Cây sướng thế. Lúc mà chơi cây nó sướng thật. Người nào cũng tươi vui. Cây này đẹp nhất rồi. Cắt đây đi. Đây là nuôi chị. Cái đấy cũng cây của chú à? Cây này cây của anh... Cái chú của chú thì xem anh em thử bình hộ xem là bao nhiêu. Tất cả ai phải thấy đây đẹp. Ai cũng thấy đây đẹp. Ai cũng thấy từ đây đến đây đẹp. Mái chưa đẹp. Đúng rồi. Tôi không làm được mái để tính tôi nóng. Đấy bảo bán rẻ chứ trước cứ tiếc không bao. Nhưng mà đấy là tinh thần không, chơi cây. Đây là nói thật. Bởi vì cây này mình hỏi chú Luật mấy lần rồi. Đúng rồi. À thế ạ. Nếu mà có đuổi đắt lóc. Không đuổi, chưa đuổi. Nói thế oan cho chú. Không hỏi 5 lần này. Hỏi nhưng mà chú bảo chú còn đang làm. Đang làm đố ông làm được đấy. Không chứ. Đấy hôm qua đến vừa rồi này. Cắt cái tay này đi. Xong cắt ở đây đi. Cắt bên đây một tay. Nhưng mà theo em không này. Thừa. Nhưng mà nếu bông này em bảo thừa thì khi cắt cái này đi thì nó rỗng từ đến đây chạy dài quá. Đây không
đây người trước Nam nó thả nước người Nam Định người ta có một cái tài đó là làm tay lưng tay đỡ. Thế tôi hỏi ông là tay lưng cái này đó. Cái cành lưng cái này đó, đây là cành lưng. Vậy nếu ông mà trồng nó thô ông phải nuôi cành này ra chỗ này. Đấy, thì cái này thì đây trên đây 2 đây 1. Nguyên tắc của là mỗi mũi cứ 2 viên 1. Đúng không? Thì cắt cái này đi. Để lại cái này ông trên. Thì cái này nó bay ra thì hai cái này nó không trùng nhau. Đẹp. Thế vậy nha. Sau cái này thôi. Sau khi cắt nhá. Các ông thấy từ đây lên đẹp chưa? Đây này, nó đang xấu chỗ này này. Cái đấy nếu mà vào em anh Thủy ạ. Ừ. Thì ông cắt đâu? Đây trên đây này. Tôi thì tôi chỉ cắt đến đây thôi. Đấy, cắt đây. Đấy, cắt đây rồi. Đến đây tôi được 3 bông. Đây gì? Hả? Có phải 3 nó mới đẹp không? Lưng thẳng lên, vuông lên. Bắt đầu em. Kéo rồi đấy. Đấy. Lưng cái này lên nữa. Thì cái này nó sẽ chồm ra đây, nó không riêng nguyên tắc của cái lá này nó chồm ra đến đây thì nó che được cái đoạn dài này. Có to à? Đúng rồi. Hả? Nhưng mà nhìn xa thì... Nhưng mà bông của thầy cắt thế là phải đấy, bởi vì nó hơi nhiều bông đi, nó không để... Thế còn ông này thả nước nó mới đẹp. Một cây rất già, tuổi thì quá khủng khiếp. Cây quý, tinh thần máu nữa là đưa đi chơi thôi. Một cây quý nhưng mà còn phải xây dựng cái bố cục lại bông tàn. Còn cây này cây một cây rất quý rồi. Chỉ chọn được cốt thôi. Cốt mới này. Bán cho Thủy đây. Tính đóng. Hôm nay hỗ trợ Thủy đây, giá cả được. Đây. Hả? Hay là không làm được bán cho anh Thủy đây. Nó trước giá rồi, đòi đắt không? À, chưa. Rồi. Không mua được thì bắt đầu này. Anh Tuấn. Bây giờ kinh tế khó khăn này. Ôi, cứ giao lưu tí cho nó vui có gì đâu. Hưởng lộc cho con cháu, thầy hưởng nhiều rồi. Đang thích nó mà cũng đang trình độ của mình có đến thế thôi, mình cũng muốn anh em là giúp đỡ mình đi triển lãm để giúp đỡ mình làm là sao nó đẹp nữa. Cái tiêu chí của bác là hơi nhiều lộc đấy, là phải tán lộc quất đi đấy. Cửa anh nhà cửa họa sĩ mấy trước kia cái anh bạn này một thời mẹ là làm vườn nó rất là đẹp, như anh không may mất cũng là mất rồi. Đất cao thẳng hơn thì có anh cầm. Bây giờ đất trẻ là con cháu Thủy làm cái mái nào có nhiều cây rồi. Anh cũng muốn mời cháu làm nhưng mà đất chưa làm. Là mái hút người. Anh Thủy có nhận là mái hút. Đã. Đây, thi đấu chưa xong đây. Anh Hùng em chào anh Hùng. Đấy cây của chú Hùng. Chú Hùng ơi. Tinh bao giờ xong thi đấu. Bây giờ hỏi ông Mão là ngọn phải to mới đẹp đấy. Em cái bông cây phúc ấy thực ra em thích cỏ phúc nó phải to nhưng mà cái cối thì nên nó mới đẹp, lộc nó đoạn nào nó hơi nhỏ, anh hiểu không? Đấy phúc nó phải to. Ông cứ nhìn tất cả những cây ở ngoài đường thì chẳng có cây nào ngọn bé đẹp phúc này được. Phúc to mới đẹp, phúc to mới đẹp. Đẹp đến mức độ chú bây giờ đứng đầu rồi. Và Sa Đức Huy vừa rồi chia sẻ cùng với anh ghi hình cùng anh Thùy rồi tất cả mọi người tại những cái tác phẩm si rồi cái cây của chú Luật Đinh Giang quý vị nhé. Và Sa Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Sa Đức Huy xin trân trọng cảm ơn quý vị. Em chào các anh nhé. Chào Đức Huy. Chào tất cả mọi người nhé.